Xin chào mọi người. Hôm nay em giới thiệu với mọi người một số cái lệnh cơ bản của chó bé dê biển, mọi người có thể tự dạy ở nhà nhé. Đây là những cái lệnh rất cơ bản, các anh có thể dạy ngay từ khi mình bắt chó con về nhé. Đối với những con chó tông dòng phải hệ, nó học rất là nhanh. Anh Thịnh ơi, anh phải đứng ra phía này. Rồi. Đặt cho con sổ ấm mỹ lên kìa. Hôm nay trời nó hơi mưa nên là nó hơi bị tối một chút. Đấy, sáng hơn tí rồi. Rất là ham bóng luôn. Các anh cũng không cần phải dùng mồi, dùng đồ ăn để hướng dẫn lệnh cho nó đâu. Mình có thể dùng những quả bóng nhé. Còn những cái đồ ăn đấy thì sẽ dùng một khi mà các anh... khi mà các anh nó làm được một lệnh rồi đấy, mình thưởng cho nó ấy. Nằm giúp hẳn vào chân. Chào luôn này. Cực kỳ ham luôn. Đây là nhà em mà không có thời gian chơi với bọn nó nhiều ấy. Đuôi quẫy quẫy. Bạn này là màu đỏ bãi trầu nhé các anh nhé. Bọn chó con đằng sau kìa. Giới thiệu mọi người luôn, đàn đằng sau là đàn một đàn dòng Mexico, một đàn dòng Pháp Bỉ nhé. Như các anh thấy này. Đấy. Bọn kia sủa quá. Ồn. Dù là dòng Pháp Bỉ nhưng mà vẫn có màu như màu Mexico luôn. Nó là con ở Các Lô. Còn đen tuyền với cả đu rông đậm kia là con của rách nhập Mexico mọi người nhé. Này kia là con ở Các Lô, Info 3. Đây qua đây thì em đực này vẫn đang chống lịch phối nhá. Anh chị nào mà có nhu cầu phối hoặc là giống em này thì màu đỏ, đỏ bã trầu luôn. Rồi dẫn lại cho bọn kia đỡ sủa anh ạ, ồn quá. Bọn chó con đằng sau cũng siêu ham đồ luôn. Những con chó con mà ham đồ như này thì về mình rất là dễ dạy mọi người nhá. Nhà em đợt này đang rất là nhiều cái, mọi người có biết là tất cả mọi con ở đây đều là cái. Mất cân bằng giới tính à. Có cả đen tuyền này, cả đu rông đậm này, nhưng mà toàn cái thôi. Mấy con kia to chưa? Có một con đen tuyền, còn một con đu rông siêu đậm luôn. Đợt này đang hơi nhiều cái nên chắc là em đã sẽ có chương trình giảm giá đặc biệt cho cái đàn chó cái tại trại em nhé. Để cho nó cân bằng lại giới tính, các anh nào mà muốn mua cái sinh sản ấy thì liên hệ bọn em ngay đợt này. Chắc chắn là sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn bình thường rất là nhiều luôn. Đồng giá đực với cái. Bình thường là cái bao giờ cũng đắt hơn đực mọi người ạ. Về các anh nuôi sinh sản được ấy, nhưng mà như đợt này đang nhiều cái, em sẽ giảm giá đặc biệt cái đàn cái luôn. Những anh nào mà muốn nuôi sinh sản dòng bé dê Bỉ này thì liên hệ ngay với bọn em nhé. Chớp ngay thời cơ lấy cái đợt này. Đẹp nhỉ. Đây là một số hotline bên em này, mọi người cứ gọi điện hoặc là kết bạn Zalo nhé. Bọn em sẽ tư vấn và gửi video từng con một theo đúng sở thích, nhu cầu của các anh luôn. Giá nào cũng có, từ thấp đến cao. Chế độ bảo hành đầy đủ. Đặc biệt là nuôi cái các anh ở ngoài miền Bắc hoặc miền Trung ấy, của bọn em đều bao đầu ra chó con nhé mọi người nhé. Trong miền Nam thì cũng rất là muốn nhưng mà nó hơi bị xa một chút. Nó hơi bất tiện. Đây, tôi gần đây này cho các anh xem. Màu này, đẹp chưa? Một căng, không? Rất hàng đồ nhé, chưa cần được cái gì. Nhìn yêu thế. Gọi sang bên kia em quay phát. Úi dồi ôi, ngã cái bịch cái. Đây còn đang không có rẻ cho bọn nó cắn đấy, chứ mà cắn thì con kia đẹp chưa? Con này này. Ừ, con đấy đẹp thế. Cái to. Bọn trong kia cắn nhau đấy. Đấy, thì có gì mọi người liên hệ với các số hotline bên em để bọn em tư vấn nhá. Rồi, xin chào mọi người.